Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 4 tháng 8 mà chúng tôi vừa cập nhật. 24 dự án đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 8, Bộ Xây dựng cho biết đến nay đã có 11 tỉnh thành công bố dự án đủ điều kiện tiếp nhận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, có 24 dự án đủ điều kiện vay gói tín dụng này với tổng mức đầu tư là hơn 31.600 tỷ đồng, nhu cầu vay vốn là gần 12.500 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, trường hợp được duyệt vay, gói này sẽ được giải ngân với tỷ lệ đạt 10,4%. Bộ Xây dựng cho hay hiện có 108 dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai xây dựng thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng. Đối với đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thành 41 dự án với quy mô hơn 19.500 căn. Cả nước hiện triển khai 294 dự án với quy mô khoảng 288.499 căn. Riêng trong tháng 7, Bộ Xây dựng cho hay cả nước đã khởi công được 10 dự án nhà ở xã hội, nhà cho công nhân khu công nghiệp với gần 20.000 căn, trong đó nhà ở xã hội là 8.815 căn. Vé máy bay dịp ngày 2 tháng 9 còn nhiều, giá vẫn tăng. Còn một tháng nữa mới đến dịp lễ ngày 2 tháng 9, giá vé nội địa và quốc tế của các hãng bay Việt Nam bị đẩy lên gấp đôi so với ngày thường. Chặng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cuối tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, giá vé của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Viettravel Airlines dao động 2,5 đến 3,2 triệu đồng vé. Giá vé bắt đầu tăng mạnh từ giai đoạn gần cuối tháng 8, trong khi hiện nay giá vé chặng bay này đa dạng nhiều giải vé từ 1,3 đến 1,8 triệu đồng vé. Chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Nha Trang giai đoạn lễ ngày 2 tháng 9 có dấu hiệu nhìn nhau mức giá vé giữa các hãng. Thực tế trong giai đoạn cao điểm lễ, giá vé của Vietjet cũng như Vietnam Airlines, Viettravel Airlines tương đương với Pacific Airlines. Ví dụ, Vietnam Airlines bán vé chặng thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ngày 30 tháng 8 giá 1,3 đến 1,5 triệu đồng, Vietjet 1,1 đến 1,3 triệu đồng vé, chênh lệch không đáng kể dù phân khúc khách và dịch vụ hai hãng khác nhau. Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát giá vé và việc cung ứng vé máy bay của các hãng dịp cao điểm lễ ngày 2 tháng 9. Các hãng hàng không hoạt động theo quy định của luật, được tự định giá vé máy bay bán ra, nhưng tối đa chỉ được bằng giá trần. Gần tới dịp cao điểm nghỉ lễ, nếu tỷ lệ đặt giữ chỗ các đường bay cao, cơ quan này sẽ yêu cầu các hãng tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cố gắng xuất khẩu được thịt gà sang Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch quốc gia, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật giai đoạn 2023-2030. Mục tiêu chung là xây dựng được các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023-2030 là đến năm 2025 có 6 vùng của tỉnh Bình Phước và 1 vùng của tỉnh Tây Ninh, 12 vùng khác của các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam, 4 vùng của tỉnh Bình Phước và 1 vùng của tỉnh Tây Ninh đạt an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới. Về xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật, phấn đấu xuất khẩu được thịt gà chế biến sang các thị trường Nhật Bản, Hồng Kông và 5 nước Liên minh Kinh tế Á-Âu và các thị trường Hàn Quốc, Singapore, Anh, EU và Trung Quốc. Xuất khẩu được trứng và sản phẩm trứng gia cầm sang Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Hoa Kỳ và các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Xuất khẩu được thịt heo sang Malaysia, Trung Quốc. Giá chanh dây giảm mạnh. Tin tức từ nhiều nông dân tại khu vực Tây Nguyên, giá chanh dây bán ra tại vườn hiện khoảng 2.000 đến 3.000 đồng trên kg đối với chanh múc, chanh chiết dịch, còn chanh bán ngoài chợ giá khoảng 5.000 đồng trên kg. Mức giá này giảm mạnh so với mức trên dưới 20.000 đồng trên kg của nhiều tháng trước đó. Với mức giá hiện nay, hầu hết người trồng chanh dây chịu thua lỗ lớn. Theo đại diện ngành nông nghiệp các tỉnh như Gia Lai, Đắk Lắk, giá chanh dây ở mức thấp do nguồn cung tăng mạnh trong thời gian gần đây. Đặc biệt là nhiều diện tích trồng mới, nhưng nhu cầu tiêu thụ không nhiều, thị trường xuất khẩu còn bấp bênh, chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc.
Với giá thấp như hiện nay, ngành nông nghiệp nhiều địa phương tuyên truyền nông dân tiến hành chăm sóc bình thường đối với những vườn chanh dây đảm bảo phù hợp khí hậu thổ nhưỡng. Còn với những vườn chanh dây già cỗi cho năng suất kém hay bị bệnh thì nên chuyển sang trồng các loại cây thời vụ để cải tạo đất tốt hơn. Liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử diễn ra vào đầu tháng 12. Tin tức từ kế hoạch vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu ban hành ngày 3 tháng 8, Liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Liên hoan này nhằm kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời, thông qua đó tạo điều kiện cho các nghệ nhân tham gia hoạt động lĩnh vực nghệ thuật đờn ca tài tử của các câu lạc bộ đờn ca tài tử thuộc 3 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau cũng như một số tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long giao lưu, học tập lẫn nhau, từng bước nâng cao chất lượng và tiếp tục phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Ukraine gặp khó khăn ở tiền tuyến. Ngày 3 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine gặp khó khăn ở tiền tuyến ở phía đông và phía nam đất nước, nhưng chiếm ưu thế trong chiến dịch của họ. Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, ông Zelensky nói đang có giao tranh ác liệt ở một số trung tâm ở phía đông nơi các trận chiến đang diễn ra. Bên cạnh đó, ông Zelensky thông báo ở phía nam, mọi thứ đều khó khăn, nhưng sức mạnh Ukraine vẫn chiếm ưu thế. Ông Trump không nhận tội âm mưu đảo ngược thất bại bầu cử. Ngày 3 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhận tội trước các cáo buộc về việc dàn dựng âm mưu lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo Reuters, các công tố viên Mỹ cũng gọi đây là nỗ lực chưa từng có của Tổng thống đương nhiệm nhằm phá hoại các trụ cột của nền dân chủ Mỹ. Sau khi bị buộc tội, ông Trump tuyên bố đó là một ngày rất buồn đối với nước Mỹ. Ông Trump nói trước khi lên máy bay trở về New Jersey sau phiên tòa, đây là một cuộc đàn áp một đối thủ chính trị. Điều này lẽ ra không bao giờ xảy ra ở Mỹ. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.